Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8:30 ngày 14 tháng 2 năm 2023. Mình đang có mặt tại đầu đường Đống Đa này quý vị. Đây là con đường đi lên cáp treo đấy quý vị ha. Có nhiều bạn hỏi là đường lên cáp treo là đi hướng nào, thì chúng ta đi ra đường 3 tháng 4 quý vị ha. 3 tháng 4 và ra tới đầu đèo ra này, chạy lên dốc quý vị. Đó, người ta có cái biểu tượng và có cái bảng hướng dẫn là đi lên cáp treo kìa. Đây cũng là đầu đèo Ren quý vị ha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi cập nhật tình hình thi công ở đèo Ren. Hôm trước thì mình cũng có làm rồi, có làm là tình hình thi công đèo Ren là người ta đã chính thức rồi quý vị, đưa thiết bị máy móc vô rất là nhiều rồi, nhổ hết những cái trụ đèn này quý vị ha, hệ thống chiếu sáng này, chuẩn bị di chuyển về xã Xuân Thọ đấy. Ngoài ra người ta còn sẽ đốn cây, sẽ đốn khá là nhiều cây thông để lấy mặt bằng và làm để mở rộng đèo quý vị. Những cái hoa mai anh đào mà được trồng ở trên đèo Ren á, những cây trồng lâu rồi quý vị, thì bây giờ người ta cũng bứng đi và đem về để mà trồng xuống, nuôi dưỡng đó, nuôi dưỡng, và sau này có thể người ta sẽ trồng lại một vị trí nào đó thích hợp, hoặc là sau khi làm đường xong sẽ đem xuống trồng lại ở dưới đèo Ren. Mình thấy họ chở vào công viên ấp ánh sáng và trồng hàng loạt ở trong đó quý vị, không phải trồng rải rác mà người ta trồng theo một cùng vậy ha, rất là nhiều luôn, dưỡng dạng là dưỡng cho nó sống quý vị. Sau một năm thì khi mà làm đèo Ren xong thì đem xuống trồng lại, mình nghĩ là như vậy. Đây là con đường Đống Đa quý vị ha. Mình tiếp tục xuống cái đoạn dưới cái đoạn ngôi nhà ma và di chuyển xuống thác Đa Thanh La. Đó, hai địa điểm đó là chúng ta có thể đứng đó để quan sát cái vấn đề thi công của con đèo này. Hôm mùng 10 thì các cơ sở ban ngành của thành phố Đà Lạt đã tổ chức cái lễ khởi công quý vị, chính thức khởi công vào hôm mùng 10, đưa thiết bị máy móc vào. Rẽ lên đây là xuống đồi Cà Ri Dê quý vị ha. Cà phê lu lu lo loa đó. Hồi trước nếu như mà đi xuống đó thì đi bằng đèo và Ren, nhưng mà bây giờ mình đi bằng con đường này thôi. Thì được mở rộng ra thành 4 làn xe trên suốt tuyến đèo đó, thì sẽ làm 4 bãi đỗ xe quý vị và 2 cầu vòng cảnh đó, 4 bãi đỗ xe để cho bà con có nhu cầu thì dừng xe lại đó để mà chụp hình check in, cũng như là có 2 cái cầu vòng cảnh làm ở vị trí thích hợp và đẹp, có cái view đẹp để mình đứng mình ngắm cảnh ha. Không biết ai nói gì thì nói, nhưng mà mình nghĩ con đèo làm xong đẹp lắm quý vị. Mình có thể tưởng tượng vừa đẹp vừa hiện đại, vừa khang trang, vừa rộng rãi, rất là tuyệt vời luôn đấy. Đó, đường xá mà quý vị, bất cứ ở vùng đất nào nếu như mà có nghe tin là người ta mở một con đường, hoặc là phóng một con đường, hoặc là nâng cấp một con đường qua, thì người dân phải nói là ở đó rất là mừng, đặc biệt là người dân sống hai bên con đường đó. Cái điều đầu tiên mà người ta mừng là đó là giá trị đất đai nó sẽ tăng lên chóng mặt này, và thứ hai nữa là cái điều kiện đi lại nó sung sướng hơn, nó thuận tiện hơn. Thì ở Đà Lạt thế quý vị, bây giờ mở rộng con đèo này ra có nhiều người trông mong và háo hức lắm chứ. Xuống đây là ấp đồi Cà Ri Dê quý vị ha, trước mặt của chúng ta là Cà
căn biệt thự ma đấy. Căn biệt thự ma này á, nếu như mà nâng cấp sửa chữa lại được quý vị, nó cũng đẹp, đẹp rất là đẹp luôn ý. Nó ra đây là đầu đèo ren quý vị ha. Khu vực này thì người ta đã tháo hết lan can này, lát đắp suốt trên cái tuyến đèo này, thì hệ thống máy múc đã vào sang ủi rồi quý vị, sang ủi để tạo mặt bằng ra làm cấp tốc. Đó. Với tiến độ trong vòng 1 năm thì mình nghĩ nhà thầu họ cũng sẽ đốc thúc, cũng như là chính quyền thành phố sẽ luôn sát sao, theo sát cái công trình này để mà đốc thúc cho người ta làm cho kịp tiến độ rồi quý vị. Cái này thì nếu như mà mình chạy xe thì vẫn chạy xe vào được này, nhưng mà thôi, người ta đang thi công vướng víu, mình không có vào, không tiện tạo tiền lệ đâu quý vị, là khi có vấn đề gì xảy ra thì nó không hay cho lắm đấy. Người ta đang chặt cây chặt cối mà. Đó, mé bên dưới thì xe cổ đang làm khá là nhiều rồi. Những hàng hoa mai anh đào này người ta nhổ hết luôn quý vị ha. Đoạn nào mà lấn vào đó để lấy mặt bằng là người ta nhổ hết, khá là tiếc. Nhưng mà đem về dưỡng rồi đem ra trồng lại á, thì nó cũng to như thế này, và sau đó nó hồi phục, sau 1-2 năm nó hồi phục là nó vẫn ra hoa đẹp như thường. Rồi, cập nhật sơ sơ về tình hình thi công đèo ren quý vị ha. Rồi mình dẫn quý vị đi vào rừng. Đó. Đây là một cái khu rừng hôm trước mình đi rồi, nhưng mà mới đi còn đoạn à. Bây giờ còn khá là nhiều những cái con đường dòng dòng như thế này. Mình sẽ theo con đường này và chạy sâu vào trong cái khu rừng này, nằm bên cạnh đèo ren luôn. Đó. Ngay đồi Carije quý vị. Cái khu rừng này là mình lần đầu tiên đi luôn quý vị này. Có những con đường vòng hay quá trời quá đất luôn. Và rất là vắng luôn quý vị. Vắng cực kỳ luôn. Trong này thì không có nhà. Đó. Có đường nhưng mà không có nhà. Không biết nó dẫn đi đâu đây anh Quyết. Dọc theo cái lối đi đường như thế này thì người ta có chăng dây quý vị ha. Chăng dây làm dấu làm viết gì đây không biết, họ làm dấu làm viết gì đây không biết, thôi kệ họ đi. Ồ, dẫn lên trên đồi luôn, từ đồi này qua đồi nọ vẫn có đường đi rất là đà luôn quý vị. Rất là nhiều đường nữa quý vị ạ. Ồ, trong này có bà con vào picnic cắm trại này quý vị nè. Đó. Bà con vào nhậu quá trời lông bia. Tới đây là hết đường quý vị ha. Đứng đây là nhìn về thấy Hồ Thiền Lâm rồi. Đây có cái view đẹp ấy chứ. Thiên nhiên núi rừng đúng là quá tuyệt vời. Tuy nhiên khi mà đi vào trong một khu rừng vắng như thế này đó quý vị, đi một mình nó cũng khá là hồi hộp đó quý vị ạ.
chỉ có mình với những chú chim hót thôi. Đó. Ồ, đi đường dưới này coi thử, nó đi đâu đây? Ồ, mình mới lang thang đi khám phá một mình trong khu rừng như thế này, không biết có bị cái gì không. Ồ, dẫn qua khu đồi khác, đường này dẫn qua khu đồi khác quý vị, xuống không biết có lên được không. Bên đường này nó chủ yếu là lá thông với rễ cây quý vị, nhiều lúc nó bị trơn ấy, chạy bánh xe đó quý vị ha. Không biết rừng trong này họ làm gì mà họ chăng dây quá trời luôn, từ quả đồi này qua quả đồi kia quý vị, rất là đẹp. Cái rừng thông này nó không phải giống như rừng tự nhiên ở trên núi Lam Vi An, nó cũng có cây gai bụi rậm nó ở ôm tùm ở bên dưới quý vị. Nó chủ yếu là cỏ thôi. Đó. Cỏ này lâu lâu bà con cũng bên kiểm lâm cũng hay vào phát quang đó quý vị ha. Cho nó lên nó ôm tùm và nó khô lại là nó nguy cơ nó cháy rừng đó quý vị. Vô phát quang mà đốt nó đi ha, đốt có kiểm soát ấy. Ồ, vào đây là hết đường đi rồi. Vì vào đây là biết cái đất gì của ai mà người ta rào lại rồi quý vị. Đó, trong này người ta rào lại rồi ha, dùng thép B40 rào lại rồi. Cũng sợ, cũng khá hồi hộp đấy quý vị, sợ ai họ phát hiện ra, họ tưởng mình đi lang thang đi đâu. Đó, núi đồi Vren năm xưa, cách đây mấy chục năm trở về trước, ở trong này chắc mình nghĩ còn thú rừng thú riết đi nha. Ở đây họ rào đóng cọc và rào lưới B40 lại vị, rào lại thôi chứ trong này không có canh tác, không có trồng cây trồng cỏ gì hết. Rừng rú thiên nhiên. Thông trong này có những cây người ta mới trồng mà nó còn non đó quý vị nè. Thông cổ thụ thì cũng ít thôi, chủ yếu là rừng mới trồng. Mình nghĩ ngày xưa ở những khu vực như thế này là chắc là cũng đồi núi trọc, bà con huy động vào đây trồng rừng trồng rú luôn, ngon lành ha. Những cái quả đồi như thế này mà trồng xen kẽ với hoa, những cái cây hoa mimosa hoặc là hoa đào đó, cứ nhân giống là trồng thật là nhiều vào như thế này quý vị ha, thì tạo cảnh quan thiên nhiên cho rừng rú của Đà Lạt tuyệt vời lắm, làm cho bà con khách du lịch phải nói cực kỳ thích thú luôn, họ sẽ đi vào và khám phá ha, thu hút du khách ý, bằng hình thức là thiên nhiên rừng rú như thế này. Wow. Đẹp quá. Đẹp nhưng mà hơi sợ quý vị. Lang thang trong rừng rú một mình như thế này cũng sợ ấy. Nhưng mà rừng này nó thoáng đãng, nhìn nó đã, không có um tùm giống như những khu rừng khác. Những khu rừng khác mà um tùm như thế này đi vô một đoàn là thấy không thấy trời đất luôn quý vị. Đó, có cây đã. Đó, bạn nào mà yêu nhau vào đây ha. Vào đây tâm sự, nói chuyện lãng mạn lắm đấy. Đó quý vị thấy không?
Đẹp. Quá đẹp luôn. Mình nghĩ những cây cỏ này là cỏ hồng đấy chứ ha. Đến mua cỏ hồng ở trong này chắc mình nghĩ nó lên đẹp lắm nè. Mai mốt đến mùa mình vào đấy có thử. Chắc có lẽ nó cũng cỏ hồng giống như là ở trong thung lũng vàng đấy. Nếu mình đi bộ là mình vòng 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 hết khu rừng này luôn quý vị. Có những đoạn đi xe không có được. Rồi hôm nay mình cũng làm một video để cập nhật tình hình đèo Ren. Thì con đèo Ren thì người ta tiến hành làm với tốc độ là thần tốc rồi các vị. Đó, máy móc từ trên xuống dưới ha. Cũng như là người ta đã tiến hành chặt thông và bứng cây hoa mai anh đào để đem về nuôi dưỡng. Mà mình nghĩ sau này người ta sẽ làm đèo xong là đem xuống trồng lại cho nó nhanh quý vị. Đó. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.